Legend 5 2024 nha mọi người, new siêu luôn. 33 củ 9 đó, là cạc màn hình là RTX 4060 ha, coi 7:14. Đẳng cấp, màn hình là 2.5K. Ui dồi ôi, mẫu này hơi bị đẹp anh chị ơi. Gaming bây giờ em nói nhìn nó cuốn dữ người ta. Hèn gì nó hot là đúng rồi. Mấy anh em gaming này mà em nói không phải những anh em chơi game không á, những anh em mà làm đồ họa hoặc là ví dụ như thiết kế nào kia hoặc là edit video thì cũng đang chạm gaming nha. Bởi vì em nói gaming thời điểm này nó cực kỳ hot luôn, mà đặc biệt những con Legend này. Đấy, cái này nguyên hộp nè, nguyên hộp full seal ha. Những con Legend này em nói bây giờ nó hot thành hot luôn. Mẫu nó đẹp thế này mà anh chị, nhìn đi, viền màn hình rất mỏng luôn ha. Cái lẫy này là mẫu mới của 2024 là nó sẽ có cái lẫy này. Đây, cho anh chị coi cái mặt lưng này. Anh chị thấy không, mẫu mã nó nè, ngầu, ngầu vái trưởng luôn. Quải cái đạn thiệt á chứ. Ba mấy củ mà cấu hình là quá khỏe luôn rồi. RTX 4060 8GB này anh chị cân được tất cả mọi loại game ha. Đặc biệt edit video hình ảnh nào kia thì bá cháy bò chét rồi, không cần phải bàn. Hoặc là mấy anh em làm nghiên cứu khoa học nào kia, đồ họa chuyên sâu nào kia, lắm. Phim con này bây giờ gõ nó sướng lắm anh chị ơi, sướng lắm. Cái nền tảng của ThinkPad đã truyền qua Lenovo rồi anh chị. Đó, Lenovo nó mua thẳng cái ThinkPad rồi. Thì bây giờ cái công nghệ phím của nó là được cải thiện rất nhiều ha. So với cách đây vài năm em nói Lenovo bây giờ Legend rồi, nó đẳng cấp. Thế nha.